Na đang uống hòa với ai đấy? Uống hòa. Đúng rồi. Đây, uống hòa. Bây giờ muốn đọc dùng cái quyết định nó ghi làm sao để chỉ cần mình đọc cái quyết định nó số bao nhiêu để cho nó có cái cơ sở thôi. Vậy là năm có thể nhờ Việt Nam nhắn vào máy cùng các con có cái số điện thoại đang đi ngoài đường. Cái nấm luôn. Hiểu rồi. Rồi sao? Máy rồi bác có cái số phát không? Không nhà bên kia nó gửi mail lại được. Không gửi theo địa chỉ. Không mail. Nếu gửi thế thì phải tí nữa về nhà. Và cũng lại còn may coi sáng còn vác máy tính to ra. Máy tính sang con rùa kìa. Ông rùa. Đúng rồi.